Đây á là đường đầu đường Tôn Thất Thuyết nha. Ở phía này có công viên đài liệt sĩ đó nè. Nếu mà sẽ ghé vào công viên đài liệt sĩ mình sẽ đi một vòng, sau đó mình sẽ đi ra. Ngày hôm nay chủ nhật á, không biết công viên đài liệt sĩ có đông hay không, hay xui không biết. Nhưng mà cứ vô trong đó chơi thử đi. Cũng có cây xanh, cũng có bóng mát này nọ đó. Vắng càng tốt, đâu xa đâu, trong vấn đề gì. Đó, có mấy người đi bộ vô nè. Giữ xe này, mình sẽ giữ xe ở dưới này nha. Bãi giữ xe tự quản dành cho xe máy, xe gắn máy, xe hai bánh, xe đây đi cho mấy.